chợ Bình Tiên, quận 6 các bạn. Cực kỳ đông luôn. Dạ. Quá trời đông. Dạ, vui quá ha. Chỗ này bánh bán chè cho nước. Hộp được mùng mấy vậy chị? Hộp chợ từ mùng mấy rồi? Hai là hộp chợ rồi. Dạ. Đây, bạn nào ăn chè cho nước qua đây. Rồi. Nói gì? Chưa có chồng bán trứng hả? Chưa có chồng bán trứng không dịch. Kiếm ông nào giàu giàu cho được. Kiếm ông nào giàu giàu giả cho đúng không? Ở trong chợ Bình Tiên các bạn nha. Ở nhau vui á. Rồi, chào chị. Mua may mắn đắt hen. Dạ. Dạ. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ rưỡi sáng ngày 17 tháng 2 năm 2021, tức là mùng 6 Tết ha. Và mình đang có mặt ở khu vực chợ Bình Tiên, quận 6. Rất là đông vui các bạn. Bên kia bán bắp ha, rồi bán hoa kìa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu vực chợ. Ngay chỗ này bán cam. Bữa nay ngân hàng cũng có cái mở cửa rồi. Đấy. Quýt thái bao ngọt sổ 20.000 đồng nửa ký. Thôi đi thôi. Phải mang khẩu trang 24/24. Thái. Đây là đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 các bạn ha. Cô bán quýt. Bước vô đây các bạn. Mình thích mấy cái chợ chòm hổm thế này nè. Đó. Bên đây chú bán dâu hả chú? Dâu hả? Nhiêu bịch chú? Có 2.000 bịch hả? Cho con 2 bịch nha. Nhớ cái món này hồi xưa, hồi nhỏ ăn cái này không à? Đây. Chua chua ngọt ngọt. Sáng giờ bán sao chú? Thế hả? Mới đầu năm mà. Rồi tiếp tục. Ngày xưa là mình thích dâu ua. Dâu ua đi. Qua bên đây. Thơm. Trái cây. Cái mùa này vú sữa nhiều, mãng cầu cũng nhiều, xoài cát hòa lộc cũng nhiều. Đó. Cắt thơm, cái mùa thơm nghe thơm à. Rồi. Bên kia gà. Khẩu trang. Củ cải mặn. Đang quay hình xíu nhanh nha. Nghe mùi thơm quá trời. Rồi, củ cải mặn ăn với cháo. Đó. Tiếp tục. Chợ Bình Tiên này là một cái chợ mà mình rất là thích. Mình nhớ năm ngoái mình quay mình thích lắm. Dân giả. Đông nghẹt. Cũng đu đủ. Ổi. Mận. Sorry. Chào chị. Chúc chị mua bay bán đắt nha. Dạ. Dạ. Mà mận An Phước hả chị? Bán sao chị? 25.000 ký hả? Cho em ký đi. To. Sorry nữa nè. Sao chi nữa? Bỏ công hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Bến Tre. Bến Tre, dạ. Dạ. Rồi, chuối, bắp chuối. Khổ qua. Khổ qua bầu bí 10.000 một ký. Đây, cái loa nói liên tục luôn.
ba trái bí 10.000 đồng các bạn. Vô thầy ba trái rõ ràng nha. Bầu bí ba trái 10.000, vô đây. Qua cái góc ngõ ghẻ này là đường Bình Tiên, thấy không, bánh cũng rất nhiều. Wow, đồng quá. Làm sao đi vô? Rồi. Cho đi qua. Rồi, mực đi, 60.000 ký hả? 60.000 ký, 60.000 ký. Rồi, đi đụng tay á, nhãn luôn. Quay luôn anh, quay chỉ luôn anh. Quay rồi, quay rồi. Giỡn giỡn. Đẹp quá mà. Rồi chào á, mua mấy bán đất chị. Mận bao mập sổ về 20.000 cái mận luôn hả? Trong chợ giỡn với nhau. Ảnh kêu quay, chỉ nói thôi. Rồi cũng lướt nhau cười. Cái bên đó rau là đồ bộ 50.000. Rồi nó đông gì đâu á. Tôi giờ nè. Đây, cũng rau củ quả. Cô bán sao chị? Cô bán sao? Ế hả? Mới đầu năm mà. Trời ơi. Sao thua dữ vậy ta? Cải ná bán sao? Cải ná 30.000 ký hả? Mua về xào thịt bò thôi. Chị cho em ký đi, ủng hộ ký. Chị lựa giùm em đi ha. Dạ, cái này ngon rồi, đâu có gì đâu. Rồi đó, dạ. Cải ná 30.000 đồng. Món này má mình thích. Dạ. Dạ. Đó. Mấy bạn thấy nè, một số loại rau bắt đầu héo rồi. Đúng là chị nói vậy đó. Cải ngọt, từng ô, cải dài, cải bè xanh, xà lách. Cải dừa luôn ha. À, mà thấy không? Đông vậy mà vẫn còn không có đắt hàng đó mà. Rồi, mình đi tiếp các bạn. 1kg cải ná. Trái cây cũng nhiều không? Rồi đi hướng này trước, sau kia mà đó mình sẽ quẹo lại. Đây hoa. Và đây các bạn thấy nè, chợ Bình Tiên. Đó. Cua thơm quá trời bên kia. Tiếc cái là mình không có giỏi về lựa và trả giá. Ồ. Oh. Tôm quá trời không? Wow. Đã quá trời. À, bánh tét nữa. Ngon quá. Ê, bông thiên lý luôn. Càng cua luôn. Chào chị. Bánh tét luôn. Bánh tét luôn, quay bánh tét luôn. Dạ, có rồi. Quay giấy số luôn. Giấy số luôn, vô luôn.
chỉ mới cái đụng cái tay mình cái màn hình hơi giật xíu các bạn nha. Dạ đấy, chào chị. Đây cải chua luôn. Dạ ở nhà làm luôn hả? Dạ rồi, cảm ơn chị ha. Dạ à, đây mũ chôm luôn, chè luôn. Cái cô bán vé số đó còn nó liên tục. Đây chè luôn, chè luôn. Dạ đủ thứ loại chè. Chè luôn. Chè đậu đen một bán. Phải mua nha. Dạ. Bạn mua vé số hay mua chè? Chị cho em tờ đi. Cái con chè đậu đỏ chị với lại chè cho nước thôi đúng không ạ? Cho em một phần chè cho nước đi. Cái 5 tờ 10 tờ. Hả? À. Hôm qua giờ em mua 4 tờ chưa dò. Đây em tờ thôi chị. Thôi cho em tờ thôi. Tờ thôi, tờ thôi. Chị nói là mùng 10 ở đây ghé lại. Ở đây bán cá nướng nhiều lắm. Cá lóc á, ngày thần tài. Tam Sơn. Dạ. Rồi mình đi. Cà tím nướng, thịt bằm 15 ngàn một bịch. Vô vô, bánh lọt. Đồ ăn gọi là hạ râm, hạ râm, hạ râm. Thấy không? Thấy không? Thôi bắn gà. Cây cúc ngã ba này đông quá. Có bán cua xay. Rồi qua đây là hàng thịt. Thịt và cá. Cua xay, cua xay. Mua hả, mua hả? Dạ, quay phim thôi, cảm ơn chị ha. Dạ. Chiếc nhẫn này giống mình quá. Giống hả? Đây. Quá đã như vậy. À. Đập mới mua bay bán đắt cho chị. Mua cho mấy chiếc nhẫn nha. Dạ. Dạ sự như ý luôn. Đó, đây cua nè. Giờ thấy mấy con cua nè. Cá lóc. Đây, qua mấy con cá chép. Đây. Hàng tôm, hàng thịt, hàng cá, khu vực này hết. Trứng muối. Ồ, đã không? Đã ghê á. Vô trứng muối, vô trứng muối thôi. Dạ. Đó bà ba. Rồi, tiếp tục các bạn. Rồi, cái chợ nó đông như là gì. Rồi, khoai mỡ luôn. Măng. Ngó sen, ủ hủ dừa. Nhanh tay, nhanh tay. À. Rồi, qua đây cà tím nướng. Cá nướng luôn. Con chào cô. Con quay phim tí xíu cô ha. À, nhìn đã quá trời đã luôn vậy. Cái này mình bán một trái là nhiêu cô? 15 đồng con, trái bự 15. À, trái bự là 15 ngàn. À. Mà cho nước mắm mỡ hành luôn đó hả? Dạ. Đã quá trời, qua đường anh. Rồi, đó các bạn. Góc nào cũng vui hết. Trời ơi.
nghiền cũng thôi. Mở hành. Hai trái 25 hả? Dạ. Đảo quá trời luôn vậy. Cô lấy cho con hai trái nha. Dạ. Con đi một lát nữa con mới quay lại được không? Con gửi đây trước nha. Con gửi tiền. Dạ. Rồi đi tiếp các bạn. Đi qua con mấy con tôm nè. Nó tươi rồi rối luôn. Đảo quá trời đã. Con quay phim chút xíu chị ha. Dạ. Tôm đảo quá trời tôm luôn. Quá là tôm luôn. Dạ. Tôm cá, tôm cá. Dạ. Rồi. Mua tôm hết luôn em. Dạ. Rồi. Mình đi khúc kia, quẹo phải. Ổ cười. Dạ không, tự do thôi anh. Dạ, lên mạng á. Cái này nó còn nhanh HTV đó. Về nhà khỏi biên tập gì hết. Ý mình nói là không có kiểm duyệt đó các bạn. Mình nghĩ là sự phát triển của YouTube có cái hay là bởi vì sẽ không thuộc sự kiểm duyệt của dạng như là phải qua biên tập viên, rồi thư ký tòa soạn, tổng biên tập, mà cái ý kiến là chính kiến của mình. Thứ hai là sẽ không đi theo cái lối mòn truyền thống. Có nghĩa là cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt. Ở đây là cuộc đời thật, dám nói thật, dám nhận xét. Mình đi hồi mình nói thiệt sự các bạn là hồi mình quên đường ra. Không biết mình đã rải bao nhiêu chỗ, ý mình đã mua bao nhiêu đồ. Đây, nó đông quá, chào Bình Tiên. Mặt sau rồi hen. Có chiếc xe xích lô nữa kìa. Đó. Ôi, nó đông. Mình thấy nè. Cực kỳ màu sắc luôn. Rồi, cho chiếc xe xích lô đi qua. Rồi, đi qua được rồi. Chạy một hơi luôn. À. Đi thấy cá hấp các bạn. Cá hấp, cá hấp, cá hấp. Dạ. Cá hấp, cá hấp, cá hấp. Rồi, cá hấp đi. Nhìn cá hấp ngon quá. À. Đó, quay lên. Vô. Dạ. Quay cá hấp. Quay cá hấp. Hả, 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 hả? Quay chị này luôn hả? Quay chị này luôn. Ủa sao lại kêu quay chị đi đâu rồi? Chị đang bán. Tôm khô luôn. Rồi, rồi, bán tôm khô luôn. Dạ. Cười. Rồi. Dạ. Rồi. Vui chưa? Cười kha 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 kha. Dạ. Đi, rau xanh quá trời. Rau tập vàng. Rồi chị lấy nha. Đấy. Bắp nếp. Đây đồ lạc son. Thấy không? Cái chợ Bình Tiên này nó lớn á. Đây là cái mặt sau nha. Đó, nãy mình đứng góc kia kìa. Rồi, bây giờ qua tới khu vực này. Các bạn sẽ thích khu vực này. Khu vực này theo mình nhớ là bánh trái nhiều lắm. Rồi hoa nữa. Hồi nãy giờ mình mua trái cây, mua rau, mua chè, mua gì nữa trời.
chạy ná. Mày mua gì nữa quên hết sạch rồi. Nhãn đồ cũng ngon, cherry, trầu cau. Đây trầu cau không? Dạ có chụp hình quay phim đó cô, cảm ơn cô. Dạ trầu cau đẹp lắm, ghé qua đây bán sao cô hả? 25.000 cặp. Nếu mà mình nói là làm kết hôn đồ á thì bán sao cô hả? Kết hôn á, dạng như là đính hôn rồi đó thì sẽ mua như thế nào? Đính hôn thì nếu mà tùy theo ai muốn đặt nhiêu thì đặt. Dạ. Đặt 200 cũng được, 300 cũng được. À vậy là đủ hả cô hả? Dạ. Cái đó chậu cao luôn 70. Dạ. Đó đó. Rồi. Rồi các bạn nào chuẩn bị đính hôn kết hôn ghé qua đây gặp cô. Chợ Bình Tiên cũng khai trương luôn. Ở cũng khai trương cũng sử dụng chậu cao luôn hả cô? Ở đây chậu cao luôn. Dạ. Cũng khai trương cũng gì cũng là chậu cao luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi đi tiếp các bạn. Ai cũng muốn lên video. Nếu mà mua bán được. Một số thì sẽ ngại ngùng ha. Số lượng bán chậu cao bây giờ mình thấy cũng không nhiều lắm. Ở bên khu vực chợ lớn á, chợ Bình Tây á thì cũng có một số. Đây năm ngoái mình chọc em gái bên đây, bên phía tay phải mình còn nhớ. Chào từ năm ngoái qua năm nay. Không nhớ hả? À? Năm ngoái mua bánh ở đây nè. Ngoái hả? À. Nhận ra hả? Tại đeo khẩu trang. Hay tại giấy mập hơn. Chào em ăn. Nè năm ngoái ăn chè cái bên chỗ này nè. Còn nhớ cô này. Đường Phúc Nốt. Đúng rồi. Năm ngoái tới giờ không nhớ. Buồn quá. Dạ. Ok, bye. Đông quá mà sao nhớ nổi. Hôm qua mình đi chợ Hà Tôn Quyền thì mấy cô nhớ mình. Bảnh quá trời bảnh luôn. Đó, hàng ăn uống. Rồi. Đấy. Bạn nhìn lên những cái tòa nhà. Các loại bún. Wow. Bánh canh cua. Dạ. Chào chị. Mua mấy bán đắt gì ăn? Rồi. Dạ. Chả giò luôn. Nem nướng. Vô vô. Áo sơ mi tay ngắn 3 cái 100.000. Mình nghĩ mình chui vô đây quá. Đây đây đây, vô đây. Ăn bánh nè. Sầu riêng. À trong đây toàn hàng thịt không à. Đây. Thôi gạo. Mình tránh quay những cái hàng đó. Rồi thôi. Đi ra. Đi vô sâu xíu các bạn, trước khi đi ra. Đấy, cho các bạn hình dung. Bởi mình nói là bên ngoài nó vui hơn bên trong là vậy á. Thường là khu vực nhà lồng là bán quần áo không à. Nhiều sập vẫn chưa mở cửa ha. Chào chị. Rồi. Sang sạp luôn. Ủa gì sang sạp. Và đây mình đi qua một mặt khác của chợ đó các bạn. Cứ tưởng là hết, ai ngờ còn. Mình nhớ có cái chung cư có thể leo lên được. Và nhìn xuống. Mình đang đi tìm.
Đây là đường Phạm Phú Thứ nha. Ngõ hẻm. Ổi vườn bao giòn ngọt. Ổi vườn, ổi vườn. Bạn thấy không? Chợ lớn không? Rồi. Đó, đây là một góc khác nữa. Hình như cái chung cư là mình ở đây nè. Thôi đi hết bên đây đã. Không nhớ nổi. Cứ ra chợ lại thấy vui. Đủ thứ âm thanh. Wow, dưa vàng. Chào chị. Mình đã bỏ qua một đoạn. Ngay chỗ nhà nó mở nhạc lớn quá. Đây. Đây nè. Vĩ đài. Rồi, tìm khu vực cái chung cư để bước lên, hy vọng là mình còn nhớ. Bao vòng quá trời chỗ nơi. Đây, qua đây thấy con này bán nước mát nè. Lá bưởi, mã đề, lá dâu, mi lao, thuốc dồi. Bán sao cô ơi? Bán nhiều, mua 20. Mua 20, 30 hả? Con mua 20 ngàn đi cô. Dạ. Có lá dâu nữa. Nhưng mà đâu có bỏ lá bưởi vô cô hả? Không, không có lá bưởi. Cô quên cái màu tím tím là gọi là gì quên cô? Lá đỏ. À, lẻ bạn hả? Quên cái tên của nó. Mấy bên đây bán được không cô? Mới khai trường bữa nay luôn hả? Chợ chợ Bình Tiên này lớn vui ghê. Dạ rồi. Em gửi tiền. Đây quay lại thôi mua hộp vịt muối đi cô. Hộp vịt muối bán sao? Ủa vậy không phải của chị hả? Dạ. Đây hộp vịt muối. 35.000 là một chục hả? Mua nhiều 33 hả? Rồi thôi lấy hết chục đi. Lấy chục hả? Dạ. Ăn từ từ á, làm gì? Ăn từ từ á, ăn từ từ á. Dạ, ăn với cháu. Đi khắp cái chợ. Dạ. Đó giờ lấy cái lọt vậy chứ. Dạ, dạ. À. Em giao hết cho chị đó. Chứ có biết đi lựa hàng. Dạ. Nhìn mấy cái đà đảo quá trời luôn. Em đi xe Honda là có gì, có cái đồ nào đó, nó chặn dằn dặn được không ta? Sợ nó vỡ. Mẹ. Hả? Mẹ. Ủa mình lột sẵn lại để bán cho người ta theo kiểu bán hủ tiếu hả? À mình làm sẵn cho người ta luôn. Dạ. Ơi ok, 35.000 đồng chục. Lùi quả. Thì mình kiếm ra cái hướng đi lên tòa nhà các bạn. À. Con chào cô. Ủa, chào chị. Hướng đi lên trên nhìn xuống. À, ở đây là dãy nhà thôi. Khó có hướng để nhìn xuống với tổng thể. Ở đây nè. Đó.
đây là một phần của chợ thôi các bạn nha, một phần nhỏ của chợ thôi đó. Đó. Lên quay đi các bạn thấy. Quá trời. Hồi nãy mình đi từ hướng tuốt bên kia, đây là cái mặt sau của chợ các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Các bạn có yêu cầu, có mong muốn mình quay cái chợ nào ở Sài Gòn á, thì các bạn gửi bình luận gì cho mình nha. Chủ yếu thì mình sẽ đi các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11. Cũng có lúc mình đi Gò Vấp, rồi Phú Nhuận, Bình Thạnh. Thực ra thì Gò Vấp, rồi Bình Thạnh cũng đã quay hết chợ rồi. Nhưng mà nói chung là cũng quay đã cả năm rưỡi rồi các bạn, hơn một năm rưỡi rồi. Thì bây giờ quay lại các chợ để các bạn hình dung lại, nhớ về những ngày xưa và gặp lại những người cũ. Hôm nay bầu trời rất là đẹp, trong xanh nắng vàng và gió mát nữa. Buổi tối ngủ ở trong phòng á, là chỉ cần mở quạt nhỏ nhỏ thôi đã thấy lạnh rồi. Về Sài Gòn thì mình đã làm từ khoảng độ mấy trăm video về Sài Gòn các bạn, từ chợ đến ẩm thực, rất nhiều về ẩm thực, chẳng hạn như là 15 tiệm hủ tiếu mì ngon nhất ở Sài Gòn đối với mình, hay là những tiệm bún bò Huế ngon nhất, rồi bún mắm ngon nhất, theo cảm nhận của một người ở độ tuổi U30 trở lên các bạn ha, và của các cô chú lớn tuổi, bởi vì cái khẩu vị của mình là khẩu vị xưa. Các bạn có thể tìm xem lại những video cũ, mình cũng đã làm rất nhiều video về Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né, rồi Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, rồi Vĩnh Long, rồi ra miền Bắc thì có Tây Bắc, Đông Bắc như là Hà Giang, Lào Cai, Sa Pa, rồi Mù Cang Chải, rồi Cao Bằng, nói chung có rất là nhiều. Mảng miền Trung sau này mình sẽ đi, sau khi Corona trở nên cái tình Corona đó trở nên tốt hơn các bạn, thì mình nghĩ là mình sẽ đi về vùng Phú Yên, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hội An, Đà Nẵng, Huế, rồi Quảng Bình, Quảng Trị. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.